cái thuốc men cần thiết. Khi mà thị trưởng thành phố nói rằng đó, quý vị có được 72 giờ để đi ra khỏi thành phố, thì hãy lên đường đi. Nếu mà thị trưởng nói rằng bây giờ cơ hội sau cùng 48 giờ phải lên đường, phải ra khỏi thành phố, thì nên đi. Mà nếu mà dưới 48 mà chỉ còn 24 giờ đó, thì không được đi đâu cả. Nước mà nó dâng lên là dâng lên tới cái nóc đó, above cái chữ access, bởi vì thành phố New Orleans nó thấp hơn mặt nước biển 10 feet, cho nên nó cao như vậy. Nhưng mà vẫn có những người họ nghĩ như vậy, nước đến trôn rồi mới nhảy, có nghĩa là nước đến chân thì mới nhảy. Và bão biển Katrina đến, điều gì xảy ra? Những người bị chết là những người từ chối ra đi. Từ chối, họ đã được nhắc nhở lần thứ nhất, họ được nhắc nhở lần thứ nhì, nhưng mà họ cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị nhầm. Họ không ngờ rằng cái bờ đê nó bị vỡ ra, nước nó tràn vào. Thưa bạn chị em, đôi khi nhìn lại trong quá khứ hay là hiện tại, chúng ta thấy có một số việc mình làm thường là nước đến chân rồi mới nhảy. Mà nếu công việc nhà Chúa ai cũng áp dụng nước đến chân rồi mới nhảy thì nó phiền hơn. Tôi rất bực mình với người mà quan điểm rằng nước đến chân rồi mới nhảy. Bởi vì người mà quan điểm như vậy làm cho mình cũng phải chờ đến cái giờ chót đó. Tôi là người thích lên kế hoạch, thích định ra chương trình trước 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, vài năm. Mà nếu mà người nói là tới đâu hay tới đó, nước tới chân mới nhảy, thì là phiền vô cùng. Mặc dù mình biết rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng phần của mình là phải lên kế hoạch, phải có kế hoạch, phải có chương trình. Và chúng ta cũng phải biết rằng những điều mà chúng ta lên đó, có kế hoạch, có chương trình đó, nó phải được Chúa ban phước lên kìa. Các bạn cho em, để ý câu kinh thánh này, Ê-sai 55 câu 8 câu 9: đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối ta, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bao nhiêu. Ở trong châm ngôn, chương 16 câu 9 có một câu rất là hay: lòng người toan định đường lối mình, xong Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước người. Như vậy, chúng ta nên có đường lối của mình đúng, nhưng mà phải cầu xin Chúa dẫn dắt. Sứ điệp hôm nay tôi muốn nói không phải là bài giảng đừng nên có chương trình gì cả, đừng nên có kế hoạch gì cả, không. Mình phải có kế hoạch, nhưng phải thuận phục và để kế hoạch đó trình cho Chúa để Chúa dẫn dắt. Bởi vì đường lối của Chúa và ý tưởng của Chúa cao hơn đường lối về ý tưởng của chúng ta. Và đó là nguyên tắc chúng ta cần phải lưu ý. Thi Thiên chương 1 câu 1 câu 6 nhắc nhở rằng cẩn thận đường lối của con người. Bởi vì ở trong câu kinh thánh này là nhắc nhở con dân Chúa không theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Chúng ta thấy không? Trong đường lối con người có kẻ dữ, có tội nhân, có người nhạo báng, không đến gần với những người như vậy, không kết đồng mình với họ, không đồng hành với họ. Nhưng cái câu cuối cùng 5 và 6 của Thi Thiên chương 1 là hãy đến với hội người công bình, hãy tìm đến hội người công bình. Bởi vì Đức Giê-hô-va ban phước cho người công bình, xong đường kẻ rồi bị diệt vong. Điểm thứ nhất, Chúa nhắc nhở chúng ta là không nhờ cậy sức của mình nếu muốn được thành công. Đừng nhờ cậy người khác giúp đỡ, cũng chớ nương cậy nhờ sức riêng của mình. Người hầu của Chúa là người phải nhờ sức của Chúa. Điểm thứ nhì chúng ta học sáng hôm nay là hãy nhờ cậy sức Chúa. Nhờ cậy sức Chúa, chúng ta tìm thấy phần thứ nhì của câu kinh thánh này: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va
Đừng nương cậy lên sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con. Chính Ngài sẽ ban bằng các nẻo con đi. Và ở trong điểm thứ nhì này, chúng ta thấy có hai khía cạnh. Thứ nhất là phải nhận biết Chúa. Câu 6 cho biết rõ như vậy: hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Muốn tin cậy Chúa, chúng ta phải biết rõ Chúa là ai. Phải biết rõ Chúa là ai. Và một đời sống nhận biết Chúa là một đời sống biết Chúa, kinh nghiệm Chúa, kết quả trong Chúa, quý bạn chị. Thi Thiên chương 1 câu 2 câu 3 mà tôi vừa đọc đó, có một câu, chúng ta để ý câu này: nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây một đời sống được ví sánh như một cây thuộc linh, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, trong đó là trái mùa phải không? Lá chẳng tàn héo, khi nói lá là nói về cái bề ngoài, rồi cái trái đem lại cái sự tận hưởng. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng. Xin Chúa cho mọi bà chị em và chính tôi trong năm mới là chúng ta khao khát, chúng ta ham thích học lời Chúa. Tôi có gửi email đã có thông tin của bà chị em biết sẽ có những môn học tiếp tục học online, hay là một tháng một lần có được học tập huấn luyện ngắn để cùng học hỏi chung với nhau. Bà chị em có chương trình cầu nguyện trong tuần, giữa tuần, rồi có đọc kinh thánh cách riêng tư, rồi làm bài thi nữa. Cứ tiếp tục làm như vậy ở trong năm mới này, quý bà anh chị. Có một lần tôi dự tiệc thánh, một vị mục sư đã cao tuổi 80 tuổi ban lời tiệc thánh. Mục sư mở kinh thánh ra và mục sư đọc như vậy: 80 tuổi để một kinh thánh và đọc Côn Tô Nhất chương 11 có 23 đến 29. Đó là đoạn kinh văn nói về lễ tiệc thánh. Thì tôi rất ngạc nhiên, tôi không phục. Và sau về nhóm thì tôi nói mục sư, mắt mục sư sáng mày. Mục sư để quý kinh thánh xa như vậy, mục sư 80 tuổi mà ông cụ mục sư vẫn đọc một cách rõ ràng, không có vấp, không có thiếu chữ nào. Ông cụ mục sư cười nhìn tôi, không phải là mục sư phúc, tôi đọc thuộc lòng đó. Hay vô cùng, đọc thuộc lòng. Cách đây 2 tuần tôi đến nhóm một hội thánh người Mỹ ở cách hòa thánh chúng ta khoảng 10 phút đi về hướng hướng đông, chỗ Mesquite Sunnyvale, khu vực đó. Thì ông mục sư người Mỹ cũng chia sẻ lời Chúa, và ông chia sẻ đội cái nón cowboy lấy tên là Cowboy Josh. Và ông chia sẻ, ông nhìn. Tôi thấy ông này có một cái cách chia sẻ nhìn giống như là cựu tổng thống, cố tổng thống Ronald Reagan mỗi lần diễn thuyết, nói rất là hay, nói giọng hùng hồn mà ánh mắt nhìn, hay quá, người coi như là tập trung và có eye contact. Nhưng mà sao cái phần nhạc đề con ông nói là quý vị có biết là tôi bị mù 50% không? Tất nhiên là ông nhìn như vậy nhưng mà không thấy chúng tôi, ông không thấy. Ông nói 50% như vậy còn nhìn mờ thôi. Cái buồn nhất của tôi trong chức vụ ông nói là khi bác sĩ gia đình tôi biết rằng mục sư không thể hầu vị Chúa được nữa, bởi vì mắt mục sư đã giả, không thấy được hồi xưa. Đây là một vị mục sư hầu vị Chúa ở miền Bắc Hoa Kỳ. Các tiểu bang Montana rộng lớn, cho nên cái người mà được mời với chức vụ là Director of Missions, là một người mục sư của các mục sư đó, là phải có khả năng lái máy bay mới giữ chức vụ được. Và ông mục sư này, mục sư Mike này, đã có bằng lái máy bay. Ông lái, ông đi thăm một thánh này thánh kia bằng cách là hạ máy bay trực thăng xuống nhỏ nhỏ đó, rồi máy bay nhỏ nhỏ private jet. Thì ông giống như vậy, nhưng đến lúc bác sĩ nói rằng mục sư không thể làm được như vậy nữa, ông phải từ chức, không lái máy bay, không hầu vị Chúa được, buồn vô cùng. Thì trong thời gian như vậy thì Chúa mở đường khác, mở cánh cửa khác. Một hội thánh ở tại vùng Dallas liên lạc với ông, nói rằng biết mục sư có nhiều kinh nghiệm,
cũng gần trong tuổi hưu, chúng tôi muốn một mục sư về hầu Chúa, làm mục sư cho chúng tôi. Có một sự cảm động với cuộc. Mình bây giờ tưởng rằng vì thai non bây giờ có một hội thánh mời, và họ còn nói rằng nếu ở trong nhà thờ có chuyện gì xảy ra, thí dụ như là cháy nhà, thì chúng tôi là người đầu tiên đến dẫn mục sư ra khỏi nhà thờ. Mục sư đừng có lo, bởi vì thương yêu như vậy, biết ông mục sư không có nhìn thấy như những người bình thường. Ông cảm động, ông đã về xây dựng hội thánh được 8 năm bây giờ rất là tốt. Ông còn nói một câu nữa mà tôi có chia sẻ cho nhóm cầu nguyện học kinh thánh tại nhà tôi tới đêm qua. Ông nói rằng trong ban nhạc này có 7 người, tất cả chúng tôi đều tập thường xuyên ban nhạc này để tôn vinh Chúa ngày Chủ nhật. Nhưng quý vị có biết cái anh đánh trống, anh đội nón cowboy, anh bị mù lúc 13 tuổi, bị mù 100%. Trước 13 tuổi vẫn còn thấy, vẫn học đánh trống, nhưng sau đó bác sĩ nói rằng không thể thấy được, và anh vẫn tiếp tục ngồi vào chiếc ghế đánh trống đến ngày hôm nay. Mỗi Chủ nhật chúng tôi cần anh vô cùng. Tôi được sự tiếp đại. Nếu ông không nói, làm sao biết được anh ấy là người bị mù từ lúc 13 tuổi, đánh trống vẫn hay như vậy. Thế thương mạnh nhau, chúng ta đôi khi chúng ta có đầy đủ hết, mà chúng ta còn lần nữa từ chối, lựa chọn. Đây là những người muốn hầu về Chúa, và Chúa đã dùng họ. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cái cạnh thứ nhì của bài giảng hôm nay là hãy nhờ cậy Chúa. Mình biết Chúa rồi thì mình phải nhờ cậy Chúa. Câu 6 phần A có nói như này. Tôi rất thích câu chuyện Kinh Thánh mô tả David thắng tên khổng lồ Goliath. Sa-mu-ên chương 17 câu 38 đến 40, 45, 46. Mình sẽ đọc câu Kinh Thánh này. Bây giờ mình sẽ mở ra nghe. Mà chúng ta phải đọc bởi vì chỗ này đặc biệt lắm. Sa-mu-ên chương 17 câu 38 đến 40. Rồi 45 đến 46. Sa-mu-ên rồi 17. Còn 38 đến 40. Đây là một cuộc chiến giữa dân Israel với lại dân Philippines, mà dân Philippines có một tên khổng lồ tên là Goliath. Người nào ra đánh là bị chúa chặn bài chặn được. Tên này giỏi quá, to lớn người, làm cho Saul, vua Saul và dân sự của Chúa binh lính run sợ và không biết làm sao để ra trận này. Thì đây chúng ta nghe câu chuyện kể về David là một chàng thanh niên.